Tuấn. Dạ. Anh nói nghe nè. Dạ. À, em dọn về bàn ghế thì cho gọn gọn nha. Bàn này có khách VIP đặt rồi đó. Dạ. Với lại anh thông báo luôn là hôm nay á, mở đầu chương trình của quán mình sẽ là DJ Layla với những khúc nhạc sôi động. Ủa, cổ là ai vậy? Có nổi tiếng lắm không? Đây là em mới vô làm cho nên em không biết rồi. Nói chung là quán của mình phải có những cái gì khác lạ hơn thì mới thu hút được khách. Rồi với lại DJ Layla đúng không? Là một trong những hot girl nổi tiếng ở các quán bar hiện nay. Mà sếp Vinh của mình nha, phải dùng mối quan hệ mới mời được đó. Thôi em làm nhanh đi, để chúng nó khách vô bây giờ. Dạ. Rồi mọi người làm nhanh tay nha. Sao
Sao anh không hỏi em gì hết vậy? Hỏi gì? Thì hỏi là sao em làm DJ, sao em phải đội tóc giả rồi hóa trang để đi diễn. Anh sẽ còn nhắc khéo em là cũng may mà nhờ có anh cho nên là em mới thoát khỏi tên biết hát kia, đúng không? Vậy thì em sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào? Ủa, cái đó là em nói mà em có hỏi đâu. Ok, vậy anh chỉ hỏi em một câu thôi. Cái người hồi nãy hành hung em là ai vậy? Em cũng không biết nữa. Chắc là anti fan đó. Ba em không thích em làm DJ, cho nên là em mà diễn ở quán nào kiểu gì quán đó cũng bị quậy cho tanh bành luôn. Nhiều khi ba em còn thuê người bảo vệ với lại canh em 24/24 luôn á. Cho nên em có thể hóa trang như vậy nè để em đi diễn, xong em lấy tên là Layla, phải không? Lúc đầu á là em đi diễn tại vì em thích thôi. Ai ngờ em diễn xong người ta thích em quá trời luôn. Thật ra thì cái nghề DJ nó không có xấu, chỉ là quá nhiều người suy nghĩ sai về nó, cho nên hình ảnh của DJ nó sẽ rất là thất lạc trong mắt của mọi người. Anh có sao không vậy? Không sao đâu. Ôi mà em thắc mắc quá nha, hôm bữa sao anh bị đánh te tua quá vậy? Hồi nãy rõ ràng á, anh đánh có một cước thôi là anh kia knock out liền luôn. Anh đó bác xin thuê. Thiệt đó hả? Anh là hàng chung, cũng hay đấu cá độ để kiếm thêm tiền. Mà em với người yêu của Ngân là cái gì với nhau vậy? Anh Hùng á hả? Anh họ của em á. Chị Ngân sau này sẽ là chị dâu tương lai của em. Nhìn anh có vị gia trưởng và có vẻ có chức vụ trong công ty. Tính của ổng vậy á. Nhưng mà nói anh nghe nè, cái chức giám đốc tài chính đó là của em. Phải ông đó. Thiệt? Anh không tin hả? Chẳng qua là em không thích kinh doanh, cho nên ba em mới kêu anh Hùng làm thôi. Ông đó tính ổng cũng hơi gia trưởng thiệt, nhưng mà ổng giỏi lắm á nha. Giỏi, nhưng mà gia trưởng quá thì rất là dễ khiến cho người phụ nữ bên cạnh mình tổn thương. Nè nè, anh có vẻ quan tâm đến chị Ngân quá ha. Mà chị Ngân cũng đâu có vừa đâu. Đã xác định đây là một cuộc hôn nhân vụ lợi thì phải chịu thôi, khỏi bàn cãi. Tại vì nhà chị Ngân nghèo dữ lắm luôn. Từ hồi quen anh Hùng á, nhà chị xây được nhà mới. Em trai thì chuẩn bị đi du học. Để con đợi mẹ dậy. À, con bị cái gì vậy con? Hả? Con bị sao vậy? Lại cãi lời mẹ đi đánh bút xưng bút xiết nữa phải không con? Sao con không chịu nghe lời mẹ vậy? Hả?
Dạ không có, tại vì con ngủ ngồi nhiều quá con bị chụp vai thôi, xíu nữa nó lành à, không có gì hết. Con muốn đi đánh bóc nữa hả? Gì cũng được. Mẹ bây giờ yếu rồi, cho nên mẹ không có lo cho con được nữa. Con phải giữ gìn sức khỏe nghe con. Con mà có cái gì thì làm sao mẹ sống nổi đây. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ nói cái gì vậy? Không có sao đâu, con ngoan mà. Mẹ đừng có lo, mẹ đừng có lo mà. Giờ con chỉ lo sáng tác nhạc thôi, chứ con đâu có làm gì đâu. Con hứa với mẹ là con sẽ không đánh bắt Sinh nữa nhá. Mẹ đừng có khóc nữa. Ủa? Vy? Anh đang viết cái gì vậy? Anh đang viết nhạc cho nhãn hàng Kirin. Ủa? Anh viết bài này chưa xong nữa hả? Hả? Anh đang chỉnh lại vài giai điệu. Rồi đôi chân vẫn cứ bước, bước theo nhịp đập đam mê, vẫn luôn rực cháy nơi con tim này, dù cho người đời khen chê. Em hát thử đi. Anh đàn, em hát. Nhá. Nè anh hát đi. Anh hát đi, em đâu biết hát đâu. Vậy hả? Không, em cứ nghe thử anh đàn xong rồi em cứ hát thử. Nhá. Anh xong xuôi. Phải chi anh cười tươi khi chợt ngang bước qua nàng. Hôm nay bỗng nhiên em đã quá xa. Vì đã bao nhiêu ngày qua anh chỉ mơ thấy em đang như mặt trời đẹp xinh nhưng chưa được làm lại. Ủa nhưng mà chị chưa nghe hết bài mà. Tôi không cần phải nghe hết bài, tôi có thể đánh giá được.
ca khúc này không phù hợp với tiêu chí quảng bá sản phẩm. Lời bài hát quá ý mị tình cảm rồi. Tôi nghĩ cậu phải sửa hết giai điệu và lời bài hát sao cho nó năng động trẻ trung hơn và nó cộng đồng hơn. Trong không một ai không biết tình là những yêu mềm mà sao vẫn mất chứng để đến bên nhau. Tôi cho là vì khi yêu lòng anh không nghĩ suy thì em dù chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày gần mãi chẳng rời xa rồi là ngả bao tô phong ba. Hình như da cậu bị sao hả? Không sao đâu. Đánh nhau đúng không? Côn đồ. Đánh nhau mang thương tích là chuyện bình thường. Em lo lắng quá làm gì? À, mà nghe nói cậu là người sáng tác ca khúc mới đúng không? Cắt hợp đồng đi. Tôi làm việc có hợp đồng, công ty đã ký kết. Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình. Anh chỉ cứ yên tâm. Bài nhạc này thực sự đang có vấn đề về cốt lõi. Tôi nghĩ nên thay nhạc sĩ mới đi. Mà ai nhận xét anh vậy? Bà Ngân phải không? Bà này không biết bà có trình độ về âm nhạc không mà nhận xét nữa. Em phải đi hỏi cho ra lẹ. Chờ em xíu. Em và thằng nhóc đó có vấn đề gì hay không? Anh làm sao vậy? Chả có vấn đề gì hết. Cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày gần mãi chẳng rời xa.